xương là thân hậu của chú rể. Còn ngày kế là gì mà người gái xin chồng đi mời người bà mai thì là thân hậu của con dâu. Xin vị gia đình chào mừng đại diện hai họ của chúng ta cùng đi về đây là phúc tổng. Đưa em lên xe hoa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.